Hội giảng năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, tăng 2 so với năm 2019, với 31 nhà giáo tham gia trình giảng, tăng 5 nhà giáo so với năm 2019. Cụ thể, ở khối các trường, 17 nhà giáo tham gia, tăng 4 nhà giáo so với năm 2019. Ở khối các trung tâm, 14 nhà giáo tham gia, tăng 1 so với năm 2019. Có 10 nhóm ngành nghề được các nhà giáo lựa chọn tham gia hội giảng gồm công nghệ kỹ thuật, dịch vụ du lịch, nông lâm nghiệp, kỹ thuật trình diễn, sản xuất và chế biến, công nghệ ô tô, xây dựng, thú y, sinh học ứng dụng, chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội. Qua đánh giá của Hội đồng Giám khảo, chất lượng hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần này được tăng hơn rõ rệt so với các kỳ hội giảng lần trước, thể hiện qua kết quả bảng điểm của các tiểu ban giám khảo. Đặc biệt ở khối các trường, hội giảng lần này là bước kế tục hoàn thiện các phương pháp dạy học truyền thống và có bước phát triển mới trong phương pháp dạy học tích cực, từng bước đưa phương tiện hiện đại vào dạy học, chuẩn bị cho sự đổi mới về phương pháp dạy học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới. Sau 5 ngày diễn ra hội giảng, đã có 31 nhà giáo đạt giải được trao cho các nhà giáo ở cả hai khối. Ở khối các trường gồm 17 giải, bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 11 giải khuyến khích. Ở khối các trung tâm có 14 giải, gồm 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Nghiêng người đi chứ. Cảm ơn hội đồng giám khảo
đã có những nhận xét công tâm, khách quan, chân thành, giúp cho các nhà giáo chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm, những kỹ năng nghề nghiệp, những kỹ năng sư phạm đáng quý và dùng những kiến thức này để làm cho thành công trong công tác đào tạo nghề. Chân thành cảm ơn sự đồng hành của ban giám hiệu nhà trường, của lãnh đạo kho, tập thể giảng viên để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ thuật. Cảm ơn các em sinh viên đã vất vả cùng thầy cô trong những ngày được nghỉ hè này. Cảm ơn bộ phận hậu cần đã quan tâm đến nhà giáo chúng tôi và phương tiện dạy học và phần chuyên môn hóa và từng bữa ăn và từng ly nước mát. Sau hội giảng này, chúng ta sẽ tiếp tục công việc của những người đưa đò. Những người đưa đò đã được trang bị những kiến thức, những kỹ năng mới, những phương pháp luyện mới sẽ chắc chắn cho các em học sinh sinh viên được bay cao, bay xa. Xin được chân thành cảm ơn tất cả. Xin hẹn gặp lại quý thầy cô vào năm 2025. Xin hát. Thưa quý thầy giáo, cô giáo, lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức, tôi xin chúc mừng quý vị đại biểu lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp và quý thầy cô giáo được chúc sức khỏe và hạnh phúc. Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định năm 2023 thành công tốt đẹp. Qua hội giảng, kỹ năng và phương pháp giảng dạy của quý thầy cô giáo được thể hiện nhiều thuyết giảng tốt, phương pháp giảng dạy có tính sáng tạo, nhiều thuyết giảng có sự đầu tư khá công phu. Các nhà giáo đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, đồ dùng dạy học cho thuyết giảng. Có những thuyết giảng có đồ dùng dạy học tự làm, sáng tạo, phục vụ cho bài giảng. Phong thái sư phạm của nhà giáo được nâng lên qua buổi kỳ hội giảng. Có thầy giáo, cô giáo đã kết hợp hướng dẫn thực hành với giáo dục phẩm chất, tác phong nghề nghiệp cho người học rất tốt. Hội giảng cũng đã đánh giá được năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như ở từng cơ sở đào tạo nói riêng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy giáo, cô giáo, hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định 2023 thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội giảng nhiệt liệt chúc mừng thành tích của quý thầy giáo, cô giáo đã đạt giải. Hội giảng khép lại với những thành công chỉ là bước đầu. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phát huy kết quả đạt được tại hội giảng, tạo tiền đề cho việc học tập trong giảng dạy của nhà giáo luôn được duy trì và nâng cao. Đó mới là kết quả tích cực của từng hội giảng. Có được kết quả hôm nay, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn hội đồng giám khảo đã làm việc rất khách quan và công tâm này rất nhiều. Cảm ơn lãnh đạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã tạo điều kiện cho nhà giáo tham gia hội giảng. Cảm ơn ban giám hiệu và các phòng ban, cán bộ công nhân viên của trường cao đẳng công nghệ Quy Nhơn nơi đăng cai hội giảng tạo mọi điều kiện để hội giảng diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Cảm ơn các phóng viên báo đài đã dự và đưa tin hội giảng kịp thời. Hẹn gặp lại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định năm 2025. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội giảng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định năm 2023. Kính chúc quý đồng chí sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.